Trời ơi. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái sức khỏe là mẹ tôi. Anh ơi, từ từ có gì mình giải quyết sao được mà anh? Nếu mà bình tĩnh đi, ai trả sức khỏe cho mẹ tôi hả? Không, không, là có gì mình ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện sao. Ông mà làm quá nha, ông mà làm quá tôi kêu con mang tới làm việc cho anh đó nha. Ủa ba, đi luôn, tới kìa. Bác sĩ đông y Nguyễn Đức Nghĩa ngày nào cũng mặc áo lưu hoa hướng dương tới bệnh viện, nhưng ở phòng khám chỉ biết ngủ, để rồi mang tiếng là bác sĩ ngủ gật. Chữa bệnh cho bệnh nhân thì bị bệnh nhân mắng vốn. Nỗi nhục này có thể chia sẻ cùng ai đây? Bắt đầu ngày mai tôi sẽ chính thức nghỉ hưu. Hả? Tại sao bà lại nghỉ hưu ba? Ông ơi, ông có bị làm sao không vậy? Trong người ông có đau đâu không vậy? Ông làm cái gì dữ vậy? Trả sức khỏe cho mẹ tôi, trong cố rồi mà bây giờ mẹ tôi nằm liệt ở nhà luôn nha. Từ từ chứ, phải có thời gian để cho bệnh nhân hồi phục chứ, phải bình tĩnh chứ. Bình phục gì? Bây giờ không chữa trị được đi ra tiệm đi. Ông Đức Nghĩa. Ôi, cái gì ngồi xuống ngồi đó, ngồi tôi luôn mà. Ông Đức Nghĩa. Nè, ông đừng có làm quá vậy nha. Ông Đức Nghĩa. Không có nhận ông đâu. Ông Đức Nghĩa. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Trả sức khỏe cho mẹ tôi. Anh ơi, từ từ có gì mình giải quyết sao được mà anh? Nếu mà bình tĩnh thì ai trả sức khỏe cho mẹ tôi hả? Không, không, là có gì mình ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện sao. Ông mà làm quá nha, ông mà làm quá tôi kêu con mang tới làm việc cho anh đó nha. Ủa ba, đi luôn, tới kìa. Anh cởi áo rồi kìa, trời ơi. Nè, anh không được làm bậy nha. Anh không được làm bậy nha. Anh tụi em đừng có ngủ nha. Tôi làm đây, tôi coi mấy người giải quyết cho mẹ tôi sao. Không thì tôi nằm tôi ngủ đây luôn đó. Ra đây, ra đây, ra đây giải quyết cho mẹ tôi. Không, tôi nằm đây tôi ngủ luôn. Ông Đức Nghĩa, ông Lan Bơm, ông Đức Nghĩa, ông Đức Nghĩa, trả sức khỏe cho mẹ tôi. Sao vậy ta? Ây chà, sao nó đau quá vậy? Ây à, thời trai trẻ oanh liệt thế còn đâu nữa. Mưa ngồi vậy thấy đau. Nguyễn Đức Nghĩa, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Nghĩa, ngày nào cũng mặc áo lưu hoa hướng dương tới bệnh viện. Muối cớt ngon quá. Mẹ đâm hay không? Quá ngon. Ông ăn trái cây đi ông. Mọi người có mặt đủ ở đây rồi ha ông. Thôi bây giờ tất cả im lặng nghe tôi nói đây. Có chuyện gì vậy? Sao vậy ba? Rồi chắc ra luật mới nữa, phân biệt đối xử với khách, cấm tiếng Anh. Giờ luật gì nữa ba? Thôi có trật tự im lặng đi nghe ba nói đây. Bắt đầu ngày mai tôi sẽ chính thức nghỉ hưu. Hả? Ba nói thiệt hả anh? Thấy ba là biết. Ba buồn lắm luôn á. Bây giờ phải làm sao để giúp ba đây mẹ? Chứ một người mà thích cái công việc đó mà bây giờ phải từ bỏ công việc đó, nó rất là nguy hiểm. Hay là bây giờ để con làm vị trí của ba được hay không? Trời ơi, điên. Không sao, con chăm có gì, có vợ con cứu mà. Điên quá đi. Ông ngủ đi, đừng có suy nghĩ nữa. Ở tuổi ông thì ai cũng vậy hết trơn á, trời, đâu phải một mình đâu ha. Bây giờ ha, ông nghỉ hưu cái ông ở không nè, rồi cái ông đi câu cá nè, ông đánh cờ tướng cái bạn, mình thích gì thì mình làm cái đó. Còn nếu như không muốn thì ở nhà phụ tôi nấu cơm, lau nhà, nó làm chi trong gia đình ha. Đừng buồn nữa ha. Thôi bà ồn ào quá, ngủ đi.
Không, cũng ngủ đi, đừng có suy nghĩ nữa ha. Thôi bà ngủ đi bà. Cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt đông đủ ở đây để mà mừng ngày nghỉ hưu của ba tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Nghĩa. Và bây giờ xin mời ông Nguyễn Đức Nghĩa lên có vài lời với mọi người. À, cảm ơn. Tôi thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ chút thời gian đến đây đi dự bữa tiệc ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Thời gian trôi qua là quá nhanh. Mới đi mà thấm thoát là 40 năm rồi. Tôi làm việc ở đây gần 40 năm. Hôm nay tôi chính thức xin nghỉ hưu. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Dạ, dạ xin lỗi ông. Trời ơi. Dạ, trời ơi, con chân nó sao không vậy? Trời ơi, đi sao mà bầm. Dạ, trời ơi. Ơi, từ từ, đau. Chặt chân rồi. Đưa vô phòng khám được không ba? Dạ. Đau lắm hả em? Dạ. Dạ, cái chân này chắc phải châm cứu rồi đó con à. Dạ, không sao đâu. Nó bong gân á, châm cứu đi. Thôi là sáng này á con có đem theo cái hộp châm cứu á ba. Ồ, vậy là may lắm á nha. Chị Hoàng Anh. Mọi người ơi. Con có một nguyện vọng. Nguyện vọng gì nữa, ta châm cứu đi. Dạ, hôm nay là ngày cuối cùng bác Nghĩa là bác sĩ rồi. Con muốn một lần được bác Nghĩa châm cứu. Hả? Bác Nghĩa à? Tuy con không phải là người bệnh nhân đầu tiên của bác Nghĩa, nhưng mà con xin phép cho con được là người bệnh nhân cuối cùng được không bác Nghĩa? Trời đất ơi. Nhưng ba, ba đừng phụ lòng cậu ấy. Hãy để cậu ấy toại nguyện là người bệnh nhân cuối cùng của ba đi. Ba. Không thôi, ba chăm cứu cho Nam đi. Tại vì Nam cũng vì ba mới bị thương á. Đi ba. Thôi đi, mọi người nói quá đó thì xin lỗi. Ây da. Xin lỗi. Trời ơi. Không, tại tôi cũng xúc động quá. Dạ. Thôi giờ mọi người chờ tôi đi vệ sinh. Cái gì? Không. Vệ sinh cái tay rồi tôi sẽ chăm cứu nhé. Chờ tôi chút. Không sao đâu. Nè, nói nghe nè. Một lát nữa mà ba của tôi ra mà có làm gì cho chú đau á, chú ráng chú kìm lại, chú đừng có la giống như vậy nha. Nè Nam mà Nam, tâm sự nhờ con nha. Đây là lần cuối cùng ổng chăm cứu cho con mà ổng hết nữa. Con nó kỳ lắm nghe. Ráng nha Nam, ráng nha. Ủa mọi người làm gì vậy? Bác sĩ là một người có kinh nghiệm 40 năm trong nghề mà. Con tin tưởng bác sĩ. Không sao đâu, con nghĩ được mà. Chuyện nhỏ thôi, có gì đâu, bông gân thôi. Xong rồi bác sĩ. Chờ chút nữa nó sẽ bớt. Đây là lần đầu tiên thấy ông cứu người mà ông tập trung quá. Bác sĩ à, con vừa cảm nhận thấy rõ rệt vết thương đang hồi phục lại rồi. Con cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Con ơn bác sĩ một cái được không? Người cảm ơn phải là tôi mới đúng. Cảm ơn cậu. Cậu đã cho tôi một cái điều kiện để tôi được chữa bệnh nhân lần sau cho. Cậu đã tin tưởng tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Sao cảm động quá. Cảm ơn cậu nhiều lắm Y tá Nam. Xin cảm ơn mọi người. Để mọi người chờ rất lâu, làm phiền quá. Và bây giờ cũng xin báo cho mọi người biết là bệnh nhân khi nãy đã hết đau chân rồi. Và bệnh nhân đó
cũng là bệnh nhân cuối cùng của bác sĩ Nguyễn Đức Nghĩa đây. À, xin mời bệnh nhân. Vâng, và các bạn hãy nhìn đây, đôi chân anh ta đã không còn liền lạc nữa. Ê, hiện tại đôi chân anh ta đã rất là lành lặn rồi. Cả nhà ơi, đây là Nam, cũng là y tá của ông Nguyễn Đức Nghĩa đây trong suốt những thời gian qua. Một ngày rất ý nghĩa đúng không mọi người? Gương mặt Nam rất là rạng ngời, bởi vì ba tôi, ông Nguyễn Đức Nghĩa đã trị lành vết thương cho Nam. Đó. Một cú nhảy từ độ cao 3 cm. Nam ơi, bây giờ em có điều gì muốn nói với là mọi người hoặc là ba chị không? Nói đi Nam. Nói đi em. Mười mấy năm rồi, nhiều chuyện phải nói lắm cưng. Dạ, lời đầu tiên con xin cảm ơn các cô chú anh chị đã có mặt trong buổi tiệc tri ân chú Nghĩa ngày hôm nay. Là một người đàn ông, con lớn rồi, con không muốn phải. Đừng khóc, hãy con... để người về hưu khóc thôi, mình còn làm nữa, mình đừng khóc nhé. Con xin lỗi mọi người, cho con ra ngoài một chút. Nó xúc động quá. Xúc động quá ba ơi. Các quý vị ơi, phải xúc động thôi quý vị. Dạ, mọi người cho vỗ tay, một tràng vỗ tay cho Nam ạ. Dạ. Mười mấy năm trời gắn bó với ba tôi, ông Nguyễn Đức Nghĩa là một thần y. Dạ. Trời ơi. Hồi nãy nhẹ thôi mà, không chăm cứu sao bầm dữ vậy? Không được rồi, về. 哎呀